quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hồng Ngọc. Ở clip trước thì em cũng đã giới thiệu cho các anh chị về các phân khúc liền kề của phân khu Ánh Dương với các loại hình diện tích điển hình, ví dụ như là 64, 70 hay là 80 mét rồi đúng không? Sẽ là những cái dòng liền kề ở cụm nhà phía đằng kia kìa. Ở clip trước thì chúng ta đã review đến những cái sản phẩm đó rồi. Còn riêng clip này em sẽ dành tặng cho những sản phẩm VIP nhất của phân khu Ánh Dương tại Vinhome Ocean Park 3. Những sản phẩm này gọi là VIP nhất của phân khu Ánh Dương thì cũng chưa hẳn là đúng đâu mọi người ạ. Vì gần như đây là hai sản phẩm có giá trị lớn, diện tích cũng to, gần như là nhất của Vinhome Ocean Park rồi. Và đó là hai sản phẩm nào, vị trí ra sao, giá tiền như thế nào, có xứng đáng với tầm tài chính lên tới gần 100 tỷ một căn hay không? Mời các anh chị theo dõi đến cuối clip này nhá. Và trước khi bắt đầu video thì đừng quên dành tặng cho Hồng Ngọc một like cũng như là một subscribe để ủng hộ kênh. Bây giờ thì xin mời. Thứ nhất, xét về mặt vị trí thì các anh chị có thể thấy là em đang đứng ở ngã tư đường thuộc phân khu Ánh Dương. Ngã tư này là một ngã tư mà có vị trí cực kỳ là quan trọng, khi mà các anh chị có thể thấy là một bên của chúng ta là trục đường 20m, đây là trục đường 20m, còn trục đường hướng bên này thì là trục đường 17m. Từ nãy đến giờ em đứng quay phải dính đến mấy xe buýt rồi mọi người ạ. Chứng tỏ đây cũng là một trong số những cái trục đường rất quan trọng ở Vinhome Ocean Park 3. Đây này, chúng ta review lại một chút về mặt vị trí nhá. Ở bên này đường, ở bên này thì là Vin Wonder Hà Nội Water Park. Đây là công viên nước của Vinhome Ocean Park 3. Đối diện với lại công viên nước thì lại là một vị trí cực kỳ quan trọng nữa. Đấy là cụm shop thương mại dịch vụ 50 năm. Cụm shop này thì cũng là shop house, thế nhưng mà không phải là sở hữu lâu dài mà sẽ là sở hữu 50 năm nha anh chị nhé. Thật ra là nhìn vào địa thế của nó được nằm ở cạnh công viên nước, được nằm ở đối diện công viên nước, phía bên tay này của em thì sẽ là cụm trường học nữa, thì chúng ta cũng có thể ngầm đoán biết được rằng là cụm shop thương mại dịch vụ này mai sau sẽ có cái chức năng quan trọng như thế nào ở toàn đại đô thị này rồi đúng không? Trục đường 17m này cũng là một trong số những trục cực kỳ quan trọng. Phía bên kia đường chúng ta đi thẳng cái cụm này là sẽ tới 10 tòa chung cư cao cấp của Masterwide. Còn nếu mà chúng ta đi về hướng đằng này thì sẽ là cụm trường học. Đây, ngay đằng này thôi, tức là cách một dãy của chúng ta thôi, thì sẽ là đất xây trường học ở Vinhome Ocean Park 3 rồi. Nói vậy để các anh chị hiểu rằng là vị trí của phân khu Ánh Dương nói chung và vị trí của những siêu phẩm ngày hôm nay nói riêng mà em sẽ giới thiệu cho anh chị là một trong số những vị trí cực kỳ đắc địa. Không phải tự dưng mà những căn shop này được định giá rất cao đâu anh chị ạ. Cả là có lý do của nó đấy. Và hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay chính là hai căn ở ngay đằng sau em. Một căn ở hướng bên này, đây là một căn shop house góc. Căn này thì cũng là shop house, thế nhưng mà sẽ khác với lại cái cụm shop house màu vàng vừa rồi em có quay cho anh chị, ở chỗ là những sản phẩm như thế này thì sẽ là những sản phẩm sở hữu lâu dài. Đó, đây là shop house góc sở hữu lâu dài và có tới hai mặt tiền. Còn hướng bên này cũng là một nhân vật chính ngày hôm nay em sẽ quay cho anh chị, đấy là một căn đơn lập góc có diện tích cực khủng. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào căn shop house góc này trước nhá, còn căn đơn lập góc này em sẽ nói sau. Vị trí đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với một căn góc hai mặt tiền với mức độ xây dựng cực kỳ lớn ở Vinhome Ocean Park 3. Đây là một căn góc hai mặt tiền cho nên là chúng ta sẽ có hai hướng cửa. Một hướng bên này, đây sẽ là hướng cửa chính ở mặt đường 20m và đối diện với lại công viên nước và đối diện với lại cụm shop house thương mại dịch vụ, thì đây là hướng tây nam. Còn đối diện ở hướng bên đằng bên này thì sẽ là hướng đông bắc. Thế nhưng mà căn này không chỉ có hai mặt tiền đâu mọi người ạ, mà còn có ba mặt thoáng cơ. Đây này, mặt này các anh chị có thể thấy là chủ đầu tư họ bố trí cái phần kính tràn rất là lớn này. Đó, phần bên này thì sẽ là hướng đông nam. Vậy là coi như là nhà chúng ta là có tới ba mặt tiền. Trời ơi, với những cái vị trí như thế này thì mai sau thực sự là cho thuê hay là kinh doanh làm gì cũng dễ luôn đó mọi người ạ. Các anh chị có thể nhận thấy một điều gì không? Chưa cần biết được rằng là thông số bên trong của căn nhà như thế nào, thế nhưng mà em có thể nhìn ra một điều là phần diện tích vỉa hè của căn này là cực kỳ lớn. Đây sẽ là cái mốc giới để các anh chị xác định được rằng là đâu là diện tích đất ở trên sổ đỏ, đâu là diện tích của nhà chúng ta và đâu là phần diện tích chung này.
Đó, cho nên là cái phần này chúng ta sẽ được cái là các anh chị sẽ có thể là dễ dàng để xe ô tô, để xe máy. Phần mốc giới ở đây này anh chị này, nhà chúng ta ở đây này, có nghĩa là mật độ xây dựng của căn này cực kỳ là lớn. Diện tích đất của căn này thì là 145m và diện tích trung bình của mỗi sàn từ tầng 1 cho đến tầng 3, trung bình một sàn sẽ dao động khoảng độ là 100m2. Đây là một trong số những căn mà em thấy mật độ xây dựng gần như là lớn nhất của Ocean Park 3 rồi đấy ạ. Về hướng bên này, đây này, đối diện của căn này thì sẽ là trường học đây này anh chị này. Nhìn ngay sang đây là chúng ta có thể thấy trường học rồi đây này. Để mà sở hữu căn này ấy, thì sẽ có hai hình thức thanh toán mà các anh chị có thể lựa chọn. Hình thức thanh toán thứ nhất là các anh chị vay ngân hàng trực tiếp của chủ đầu tư, và chúng ta sẽ có một cái khoảng thời gian khá dài được hỗ trợ ân hạn nợ gốc trong vòng 36 tháng, tức là tương ứng với lại tận 3 năm, các anh chị không cần phải để ý gì tới cái khoản tiền mà mình vay cả. Nếu mà chọn phương thức vay ngân hàng được hỗ trợ lãi suất trong vòng 36 tháng như vậy thì các anh chị sẽ được mua căn này với tổng giá khoảng độ là 52 tỷ. 52 tỷ mà các anh chị lại được hỗ trợ vay tới tận 80%, thì vốn mà các anh chị bỏ ra để sở hữu căn này á chỉ có khoảng độ là 10 tỷ tư thôi mọi người ạ. Còn nếu mà các anh chị có thanh toán sớm trực tiếp với chủ đầu tư thì chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng 43 tỷ thôi, tức là rẻ hơn khoảng độ là 9 tỷ đồng. Vẫn là một căn góc, thế nhưng mà căn này thì thực sự là đẳng cấp hơn các anh chị ạ. Thay vì là shop house góc hai mặt tiền là đã thực sự là rất là đẳng cấp ở Vinhome Ocean Park rồi, đây là một căn đơn lập góc ở phân khu Ánh Dương thuộc Vinhome Ocean Park 3. Tại sao em lại nói là cực kỳ là hiếm? Bởi vì đây là trục đường 20m và thẳng đây thì là trục đường 17m. Về vị trí của căn này thì vừa rồi em cũng đã trao đổi với các anh chị rồi, đúng như sẽ là biệt thự tứ lập và sẽ chỉ có những căn ở đầu dãy như thế này thì là biệt thự đơn lập thôi này mọi người. Căn này thì sẽ có tổng diện tích xây dựng là 257m2 với mật độ xây dựng khoảng độ là 50%. Tức là các anh chị hình dung được rằng là nhà của chúng ta thì sẽ có 4 tầng. Mỗi tầng sẽ dao động khoảng độ là từ 120 cho đến 130m2 một sàn. Ôi trời ơi, đứng trước những căn này mọi người biết em có cảm xúc gì không? Em thực sự là rất là thích cái thiết kế này. Thiết kế này thì khá là giống với lại phân khu phố biển. Thế nhưng mà từ clip trước thì em cũng đã có phân biệt cho mọi người rồi đó. Phân khu phố biển thì cái nền nhà ở tầng 1 á, sẽ là nền màu xám. Còn nền này thì sẽ là nền sang kiểu là hơi nâu một chút ấy. Nhà của chúng ta sẽ sáng hơn và vẫn là một cái thiết kế cực kỳ là nhiều kính, nhiều ánh sáng và rất là mang một cái hơi hướng trẻ trung hiện đại. Khi mà trao đổi và đi tìm nhà với em trong giai đoạn vừa rồi thì em có phát hiện được ra là mọi người rất là thích cái thiết kế ở Ocean Park 3. Thì đúng là thiết kế của Ocean Park 3 sẽ trẻ trung và hiện đại hơn là thiết kế ở Ocean Park 2 mà. Căn này thì sẽ có hai cửa. Hướng này thì sẽ là hướng đông bắc này. Cửa hướng này là hướng đông bắc, còn cửa ở hướng đối diện với lại công viên nước ấy thì sẽ là hướng đông nam. Căn này tại vì là mật độ xây dựng có 50% thôi cho nên là sân vườn của chúng ta cực kỳ là lớn luôn. Cửa chính sẽ là cửa này và là hướng đông nam. Ở cái phần cái này gọi là cái bậc tam cấp này này thì với cái thiết kế như thế này, với cái thiết kế của phân khu Ánh Dương thì chúng ta sẽ có một cái phần vòm kính ở bên trên như thế này nữa. Phần nào của chúng ta cũng có cái phần ban công kính rất là rộng và sẽ đón được rất là nhiều ánh nắng. À, dãy này mọi người có phát hiện ra gì không? Chủ đầu tư họ còn treo đèn lên cả dãy luôn. Treo đèn và treo hoa lên cả dãy luôn. Cho nên là dãy cả cái trục đường 20m của phân khu Ánh Dương này bây giờ trông kiểu rất là dễ thương ấy. Em thấy em chưa đi buổi tối ở đây nên là không biết là buổi tối chủ đầu tư họ có bật đèn hay không. Nhưng mà nếu mà thực sự là bật đèn ở đây thì quá trời là lung linh luôn đó. À, vừa nãy quên chưa nói với mọi người, trước mặt nhà của chúng ta sẽ là đại lộ Hừng Đông. Đại lộ Hừng Đông là sẽ đi ra phân khu đóng Đảo Ngọc, là phân khu khép kín VIP nhất của Vinhome Ocean Park 3. Quay lại một chút về nhân vật chính của chúng ta, một trong số những hoa hậu đắt giá nhất tại Vinhome Ocean Park 3 và cũng đắt giá nhất của clip này luôn.
Với căn này thì tổng diện tích đất sẽ là 257m, và như em cũng có vừa trao đổi là mật độ xây dựng sẽ khoảng độ là 50%, thì giá cả sẽ như sau nè. Căn này thì cũng giống như là căn đối diện, cũng là thuộc quỹ của Masterise. Các anh chị sẽ có hai phương án để thanh toán. Một là chúng ta sẽ thanh toán sớm với chủ đầu tư, hai là chúng ta sẽ vay ngân hàng. Vay ngân hàng thì vẫn được hỗ trợ là 3 năm miễn lãi, miễn gốc, và vẫn được vay tối đa là 80%. Thì thực sự là cái số vốn mà chúng ta phải bỏ ra thì nó cũng không có quá là nhiều. Căn này nếu mà các anh chị vay ngân hàng được hỗ trợ trong vòng 3 năm thì các anh chị sẽ mua với mức giá là 89 tỷ. Chúng ta sẽ chỉ cần bỏ ra khoảng độ là đâu đó 18-19 tỷ thôi là đã mua được căn này rồi. Còn nếu mà các anh chị thanh toán sớm với chủ đầu tư thì cái giá mà chúng ta mua vào sẽ chỉ còn về có là 74 tỷ một căn như thế này thôi. Và các anh chị thấy sao về hai căn góc ngày hôm nay? Một căn là đơn lập góc có diện tích cực kỳ là to, còn một căn là shop house hai mặt tiền cũng có diện tích rất to ở Vinhomes Park. Nếu như các anh chị muốn tham khảo các sản phẩm biệt thự liền kề hay là shop house từ căn rẻ nhất cho tới căn đắt nhất thì các anh chị có thể là nhấc máy gọi điện lên số hotline của góc trái màn hình để được em hỗ trợ nhé. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.